Xin chào mọi người, tôi là cụ dê. Xong nghe nó kỳ kỳ. Nói chung là tôi là một con dê. Và ngày hôm nay tôi sẽ cho các mọi người thấy tài năng chẩu tre của tôi là như thế nào. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình đã trở thành một con dê rồi các bạn ơi. Và đặc biệt là con dê này nó không bình thường một tí nào. Các bạn thấy có con dê nào mà đứng nó lè lưỡi gì không? Không phải là nó bị cái gì đâu các bạn ơi, mà là nó lè lưỡi để nó trêu ghẹo các bạn đó. Tại vì con dê này á là một con dê siêu chẩu tre luôn. Các bạn còn nhớ cái con hươu chẩu tre lần trước mình cho các bạn chơi có thấy không? Cái con đó chưa có đủ tuổi với con gọi là dê này. Dê này gọi là dê cụ mà, cho nên là nó chẩu tre gấp mấy lần con hươu kia luôn các bạn ơi. Rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy được cái độ chẩu tre của con dê này. Ô, người bạn của mình ở đây nè. Hello. Wow, đây là một con dê dê cái à hay là dê đực? Úp luôn nè. Mình có thể hút nha các bạn. Rất là ảo ma Canada. Ui trời ơi. Khoan đã. Từ từ. Ui. Hình như là ui. Các bạn có thể thấy là cái lưỡi của con này không đơn giản nha các bạn. Nó là một cái lưỡi cao su các bạn ơi. Đó, nó có thể dính được bất kỳ cái gì mà nó có thể gọi là đụng vô. Đây, nó dính đó nè. Mà mình nói trước cho các bạn biết là ở trong cái thế giới này á, không chỉ riêng cái con dê này là chẩu tre đâu, mà còn rất là nhiều người chẩu tre trong đây. Mình cho các bạn một ví dụ nè. Các bạn thử nhìn trên nóc nhà trên kia coi. What? Cái thằng nhóc chẩu tre nào nó đi xe mà là cái xe nó lên trên nóc nhà luôn vậy? Không thể tin được. Mà đặc biệt nha, những người lái xe trong đây chạy cực kỳ ẩu luôn các bạn. Nhất là cái xe này nè. Các bạn, cái xe nó chạy cực kỳ ẩu luôn. Hồi nãy mình thấy chạy 2-3 lần thôi. Chạy rất là ghê các bạn à. Rồi, bây giờ thì chúng ta lên đường. Bên kia mình thấy có một cái cây xăng các bạn à. Để xem coi như thế nào. Hello. Hello anh trai. Hello. Cái gì vậy? Mình chưa làm gì hết luôn, ngã xỉu rồi. Ảo vậy? Này thì diễn nè, rồi diễn đúng không? Ra đây, anh cho diễn. Đã chưa? Để mình xem coi mình còn làm gì đâu. Không chỉ người biết diễn mà cái con dê này còn biết diễn nữa kìa. Nó còn dãy nè. Rồi, diễn vừa vừa thôi nào. Để mình xem coi nó có thiệt chiêu gì không ta. Chẳng lẽ nó hút không? Bây giờ là bấm. Slow motion nè các bạn nhìn này nha. Slow motion. Yeah. Con này nó hút ghê các bạn ơi. Các bạn cũng đã biết rồi, con dê là nó có khả năng là hút các bạn. Hút cực mạnh luôn. Rồi, để mình xem coi, mình thấy có một cái gì đây nè. Ui, một cái biểu tượng con dê nè. Con dê các bạn ơi. 1/30 là mình có 30 cái biểu tượng lận các bạn. Tan 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 tan. Rồi, để mình xem coi là còn gì. Ở trong đây nó còn có gọi là ống trượt nước nữa. Tuyệt vời. Chắc là mình đi vô đây để mình gọi là khám phá nhà người ta các bạn ơi. Hello. Dê cụ tới thăm mọi người đây. Ồ, đang ăn à? Cho tôi ăn với. Ăn gì đó, cho ăn với coi. Không trả lời bạn, coi thường anh nè, anh đi là dê thôi nhưng mà anh là hút hơi bị ghê đấy. Rồi, để xem coi con dê lên tivi ngồi coi. Sao tính con dê này nó còn Superman hơn là cái con hươu lần trước đó bạn. Nó đụng vô đâu là cái đó nó gọi là tan tành hết à nè. Đụng nhẹ vô một cái nè. Đó, đụng nhẹ vô thôi đó, mình chưa làm gì luôn á. Ôi rồi tivi nè. Rồi, đi tiếp nè, để xem coi. Trong cái nhà này không có gì chơi ấy ta. Có máy chạy bộ nè friend. Lên chạy bộ thử coi như thế nào. Được đấy, để lên chạy bộ thử coi. Nhảy lên coi, chạy bộ coi. Con hươu này, tập thể dục đi, giảm cân đi. Ấy trời. Ui, nó nổ cái xe luôn các bạn, ảo thật đấy. Nè, lên chạy bộ nè. Ôi. Ở đây có cái đồ nhảy cao nè, lên thử coi. Wow, đã thiệt. Wow. Trời ơi, mình đang cố gắng để mình nhảy nó ít lên các bạn ơi, ít càng nhiều càng tốt. Đây, nhảy nè. Nhảy. Ê, trời ơi, thôi không được rồi. Bây giờ mình thử ủi cái này coi. Ui, con dê này cái cô dê kẹt cái cổ rồi. Cô dê kẹt cái cổ. Rồi, ra được rồi, mừng quá. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta trượt nào. Trời ơi, trượt xong rồi nó nằm la liệt vậy trời. Trời ơi. Nó không có nước. Cho nên là nó lót gọi là cái dừa, cái nệm các bạn ơi. Trời ơi, cái gì mà làm cái ghê vậy. Nó lót cái nệm nhưng mà, để xem coi. Các bạn nhìn cái nệm nó dính cái gì mà nó vàng vậy trời. Gớm quá. Thôi kệ, nó có cái để chơi là được rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Chúng ta sẽ leo lên trên tuốt như này. Để chúng ta gọi là tuột tiếp nè. Bạn thấy không?
Đây là cầu tuột các bạn. Đó, rồi, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, let's go. Yeah, wow, trời ơi, nhào lộn. Không sao nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái lưỡi của con này rất là đặc biệt nha. Trời, nó ăn nữa các bạn ơi, chưa kịp cho các bạn coi nữa. Nè. Nó đang giống như đang liếm các bạn ơi, gớm quá. Rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp nào. Này, cái xe này rất là căng thẳng nè, để mình xem coi là nó có thể gọi là hạ nổ không nha. Nổ được các bạn à. Ghê thật sự ấy. Rồi, được rồi, bây giờ nếu mà nổ được. À có xe. Hello. Đổ xăng hả? À đây. Đang đổ xăng các bạn ơi. Ui. Ông này ông đổ xăng, ông đứng ông chống nạnh, ông làm như ông đang tạo dáng chụp hình các bạn ơi. Rồi được rồi. Đang đổ xăng, tự nhiên nghe đâu bùm. Yeah. Các bạn thấy cái độ chẩu che của con dê này chưa? Nó là dê cụ mà các bạn. Ê, mới phát hiện ra xe rồ các bạn. Để coi lái được không? Lấy xe rồ, ai đẩy tôi đi cái coi. Không đẩy đi các bạn ơi. Bực kìa, không đẩy tôi đi nè. Các bạn lưu ý nha. Cái con dê này á, cái đầu nó cực kỳ là cứng nha các bạn. Nếu mà các bạn nào coi được những cái video mà con dê này nó hút á, cái tường nó hút được luôn nha các bạn. Nó hút ghê lắm các bạn, cái đầu nó cực kỳ cứng luôn. Rồi, được rồi. Ê, mình thấy có chiếc xe đạp nè. Hello, ghê chưa? Cái gì đây? Bấm R để sử dụng à? What? Này chạy sao? Từ từ cái xe này chạy sao? Ê! Trời ơi, cái xe này nó bị dính rồi các bạn ơi. Để mình lôi ra. Lôi ra ngoài. À, để mình đem nó ra ngoài các bạn ơi. Rồi. Đưa cái xe cho tôi. Đi ra ngoài. À. Cái xe này mình lấy xe được các bạn. Hảo vậy? Rồi, để cái xe ở đây. Lấy xe. Tính. Ôi trời ơi, nó chạy xe được mấy ảo chứ. Dê quay xe. Ê, cẩn thận, tai nạn bây giờ. Ui trời ơi, té rồi các bạn. Ra, xe kia, vô. Ui, bóc đầu luôn các bạn ơi. Con dê này chạy xe bóc đầu luôn. Xe đạp không có người nhưng vẫn chạy, thiệt là ảo quá đi. Ui, tựa game này chẳng lẽ của ma. Để mình nhìn coi. Ui, nó đang chạy bạn ơi. Ý, ghê quá. Rồi lên xe. Vô, bây giờ là cái xe nào đối đầu với mình không? Có cái xe nào dám đối đầu với mình không? À, có một bịch bim bim ở giữa đường kìa. Xe kìa. Ê, cái... Xe hơi đua luôn xe đạp của mình rồi. Công nhận giang hồ nhanh thiệt, cái vừa buông cái xe đạp ra đua luôn rồi các bạn ơi. Quế thiệt chứ. Đây, gặp trẻ trâu đúng hiệu rồi các bạn ơi, chính hiệu luôn. Đang đua xe dưới cỏ. À được. Đây, mình sẽ đúp ở đây. Rồi quay đây đâu, để xem con mấy thanh niên đang làm gì. À mấy thanh niên đang nhảy bạn ơi. Được. Rồi nhảy đi, đúng rồi, tăng đi. Chuẩn bị. Này thì nhảy. Ôi. Được lắm, mình định hút nó các bạn ơi, mình đang định hút đó, chuẩn bị. Mình sẽ canh nó tới khúc này mình hút nó nè, mình sẽ núp ở đây. Này thì what? Mình hút không được nó. Này thì đó. Lên thiên đàng rồi. Quay. Nó là một cái con dê mà gọi là. Oh no, con dê này gọi là giống như là đúng là thiên thần, nhưng mà ánh mắt của nó nhìn rất là ghê các bạn à. Cái gì đây, bấm R hả? À, bấm R để ghê từ từ các bạn ơi. Ui. Ghê đấy. Rồi. À, cái này hay nè. Đi được không? À, nó đi ở trên trời luôn. Mà sao kỳ vậy? Bây giờ mình hút được không? Vẫn còn hút được các bạn. À, chạy rồi. Chạy rồi, nhưng mà còn chiếc kia. Nãy chính chiếc xe này đã làm cho con dê này lên thiên đàng rồi. Ai có thể cản bước được chiếc xe màu vàng nó đây? Trời ơi, ai có thể cản bước nó đây? Come on. Dưới đó. Này thì nè. Ui không được các bạn ơi. Bắt nó. Cố lên. Nó đang chạy rất là sung các bạn. Này thì đứng im. À ơi. Cô nó kéo tôi. Cô tôi mà con. Trời ơi, cái con này tội nghiệp. Trời ơi, buông cái lưỡi ra. Không, cái lưỡi giống như cao su vậy đó, cho nên là dính đâu là dính hoài luôn, không buông ra được các bạn ơi. Trời, chóng mặt quá, buông ra.
buông ra, buông ra. Nè nè, nhảy nè, nhảy nè. Đó, anh em nhảy lên em. Nhảy đi. Đúng rồi, lên là lên. Lên là lên. Lên thiên đàng là lên thiên đàng. Rồi. Này thì chủ ơi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này và nếu thấy đừng quên like cho mình một like và đăng ký chia sẻ cũng sẽ có công cao nếu mà đồng hành chính với mình nha. Và đây là dê cụ nha các bạn. Cụ dê cụ gì đó. Rất là chẩu che luôn. Đấy.